Thưa quý vị, trong kháng chiến, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Còn trong thời bình, rừng là lá phổi xanh giúp điều hòa khí hậu. Và không chỉ là nơi nuôi dưỡng và bảo tồn nhiều loại động thực vật quý hiếm, rừng còn nuôi dưỡng và nuôi sống nhiều người con đồng bào dân tộc thiểu số Stiêng. Và để trả ơn với rừng thì những người con đồng bào dân tộc thiểu số Stiêng đã tham gia tích cực nhiều hoạt động để bảo vệ rừng. Chương trình Bình Phước Đất và Người hôm nay mời quý vị cùng đến với vườn quốc gia Bù Gia Mập để xem những người con đồng bào dân tộc thiểu số Stiêng giữ rừng như thế nào nhé. Vườn quốc gia Bù Gia Mập rộng lớn với hơn 25.000 hecta rừng tự nhiên trải dài trên địa bàn hai xã Đắc Ơ và Bù Gia Mập. Nơi đây có hơn 18 thành phần dân tộc sinh sống. Trong số đó, đồng bào dân tộc thiểu số Stiêng, Mơ Nông là gắn bó với rừng nhiều hơn cả. Rất nhiều cây rừng, sản vật từ rừng đã đi vào đời sống văn hóa, sinh hoạt, tập quán của đồng bào. Chính điều đó đã thôi thúc họ yêu và gắn bó với rừng nhiều hơn. Hiện nay, toàn bộ diện tích rừng đã được giao cho 10 cộng đồng dân cư và 6 lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn nhận khoáng bảo vệ. Là những người con sinh ra và lớn lên gắn bó với rừng, hơn ai hết, họ hiểu rất rõ giá trị rừng mang lại. Thì nói chung ngày xưa thì cũng là phải có rừng mới che chở được, mới che giấu được bộ đội mình chiến tranh, mới thắng được địch. Còn không thì nếu mà mình phá hết rừng bây giờ đâu có chỗ nào mà mình che được cái bộ đội mình, giấu được cái các kho tàng của lính mình, bộ đội mình đâu. Nhờ vào rừng mới che được bộ đội mình, mới đánh được địch. Thì bây giờ mình phải là phải bảo vệ lại rừng. Là giữ lại rừng là rất là hay, cái chủ trương của Đảng nhà nước rất hay. Không phải nhà mình phải cái trách nhiệm của mình phải bảo vệ, phải có rừng mới có dân được. Không có rừng là không có dân. Đi cải thiện là trồng thêm nhiều chuối rồi là mít rồi trồng thêm để mà để cải thiện đời sống. Thì hồi xưa là ông bà là người ta dựa vào rừng để sống. Rồi là từ cái lá nhíp đột may hay là cái ống này kia mình để thục này kia hoặc nấu cơm lam thì gọi là rừng là bảo vệ mình, rồi mình bảo vệ rừng đó. Thì cũng như là bảo vệ cho nhau vậy đó. Nói chung là vui lại được bảo vệ chính cái rừng của ông bà hồi xưa. Nói chung là mình cũng rất tự hào, chúng mình được bảo vệ chính cái láng giềng của mình, người đã bảo vệ của ông bà mình hồi xưa. Trong một phần thì mình cũng tạo được cái một ít thu nhập cho mình. Thứ hai là mình vừa làm cái việc gọi là bảo vệ tài nguyên cho nông thôn mình. Thì mình đi vô, mình cảm thấy nó mát mẻ, thoải mái. Tết này kia mình dẫn gia đình rồi này kia vô chơi. Cảnh chỗ nào đẹp đẹp thì mình đi chơi chỗ đấy. Diện tích rộng lớn, địa hình hiểm trở, cây rừng chằng chịt và nhiều mũi vắt các loại. Thế nhưng tất cả điều đó không ngăn được bước chân của những người giữ rừng. Hiện nay, ngày càng có nhiều người con, các thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số Stiêng, Mơ Nông truyền tai nhau phải biết yêu và bảo vệ rừng. Không chỉ đối mặt với nguy cơ sốt rét rừng, với yêu cầu trực 24/24 giờ, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên Đán, khí hậu thường hanh khô, nhiệm vụ tuần tra canh gác, tạo đường băng, cản lửa, đòi hỏi những người giữ rừng phải nỗ lực nhiều hơn. Mỗi ngày, các anh sẽ phải tự chuẩn bị đồ ăn, thức uống, công cụ hỗ trợ, thuốc và một tinh thần bản lĩnh với quyết tâm bảo vệ lá phổi xanh trong khu vực. Rồi ngày nào cũng đi tuần tra hết, là để kịp thời là phát hiện người lâm tặc là xâm nhập vào rừng. Đấy là cái chủ trương của tôi, là nếu mà theo chủ trương của tôi là không thể mất được rừng, mà không thể là cho cháy hoặc không thể là cho là người dân là xâm chiếm là rừng trái phép. Nói chung là người nhà mình có khi mình họp thôn là mình thì công tác tư tưởng với bà con mình tuyên truyền vậy thôi. Rồi để dân người ta hiểu, thì nhờ là nhiều vườn quốc gia là sáng rồi chiều rồi tôi ra công tác tuyên truyền là các thôn các dân làng người ta hiểu, người ta biết. Thì một ngày một đêm thì một tháng một năm thì dân người ta tất nhiên người ta phải hiểu rồi.
Có người bà có bà con mình đang bây giờ đang nhận khoán bảo vệ rừng là trước đây cũng là chưa hiểu về vấn đề mà có vào rừng là làm lâm tặc khai thác một ít gỗ, như bây giờ là nhờ thôn ấp rồi thì xuống công tác tuyên truyền thì giáo dục cho bà con bây giờ thì trở lại về là bảo vệ rừng là rất tốt. Nhưng mà cái ca đổi này á, là ví dụ như chốt ở đây là cứ là 10 ngày là đổi ca khác vô, cái ca này là về nhà phụ gia đình, cứ đổi nhau vậy thôi. Đâu có gì buồn đâu. Cái đó là trách nhiệm chung, phải trách nhiệm của riêng ai nữa mà. Về nhà rồi thích vô đây chơi rồi không có. Nhớ, vì quen rồi. Ở đây thì khó khăn nhiều lắm. Ví dụ là thiếu thốn về cái gọi là điện nước, rồi ăn uống. Với một anh em thì ráng gọi là để hoàn thành công việc thôi. Làm để sau này giữ được cái gọi là cái rừng lúc nào nó cũng tươi đẹp. Ở đây thì em gọi là thường xuyên đi thôi, gọi là mà nắm bắt được cái gọi là người ta có xâm nhập hay là không. Mình phải đi mình mới biết được, chứ mình không đi là mình không nắm được cái đường lối này kia người ta đi nhiều cái đường trong rừng. Mình phải thường xuyên đi. Mỗi khi gọi là thay ca thì trong thí dụ là 10 ngày đó thì mình phải đi gọi là hết 8 ngày, dù là mình được nghỉ gọi là 2 ngày này kia. Đi một đường, dù là hôm nay là mình đi cái khu 21 thì mai mình đi khu 26, ngày kia thì mình đi khu 28. Thì tại đây mình gọi là ba khoảnh, rồi chia làm ba khoảnh. Thì mình đi vậy người ta mới không biết được. Nói chung mình vừa nắm được cái phần gọi là diện tích mà mình bảo vệ được. Mình đi là cũng phải phối hợp với anh em bên kiểm lâm này kia. Đôi lúc thì mình tự đi, lúc thì phối hợp với anh em kiểm lâm. Có lúc thì mình cũng phải thay đổi. Ví dụ là hôm nay là mình đi buổi sáng, thì là mai mình đi buổi chiều cũng được. Mình phải gọi là thay đổi cái thời gian đi để nó có cái sự hiệu quả hơn. Tham gia bảo vệ rừng đồng nghĩa phải đấu tranh nhiều đối tượng lâm tặc, đối diện với hiểm nguy, gian nan, vất vả. Thế nhưng bằng tình yêu và trách nhiệm với rừng, những người con của đồng bào dân tộc thiểu số Stiên, Mơ Nông ở huyện Bù Gia Mập đã không quản ngại khó khăn, vất vả, vượt qua gian nguy, kiên quyết ở lại với rừng và có những sáng tạo trong bảo vệ rừng. Nhờ rừng nuôi sống, đại đa số đồng bào dân tộc thiểu số Stiên, Mơ Nông ở xã Đắc Ơ, Bù Gia Mập càng ý thức trách nhiệm phải bảo vệ rừng. Hàng tháng, các tổ nhận khoán bảo vệ rừng phối hợp với cán bộ kiểm lâm tăng cường tuần tra trên lâm phần vườn, tuần tra dài ngày ở những khu vực có nguy cơ cao về khai thác lâm sản, săn bắt thú rừng. Cũng bởi vậy, hơn 10 năm qua, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy, khai thác lâm sản trái phép, cháy rừng, săn bắt thú đã giảm đáng kể. Đồng bào ở địa phương rất là am hiểu địa hình, có sức khỏe và rất là năng nổ trong cái công việc bảo vệ rừng. Người đồng bào địa phương hiểu rằng cái vấn đề bảo vệ rừng là chén cơm manh áo của người đồng bào. Cho nên người đồng bào địa phương đã cố gắng cùng với vùng quốc gia giữ gìn được tới ngày hôm nay. Năm 2018 là được ở Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khen là vùng quốc gia Bù Gia Mập là đơn vị đứng nhất trong các vùng quốc gia. Và cái cống hiến đó là nhờ mô hình nhận khoán cho cộng đồng địa phương. Cái mô hình này là một mô hình nổi bật trong cả nước và được nhân điển hình tiên tiến. Thưa quý vị, vùng đệm vườn quốc gia rộng lớn và nhà ở dân cư thì rất gần với rừng. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên là những cánh rừng nơi đây luôn được bà con bảo vệ rất tốt. Tin tưởng rằng với sự quyết tâm và đồng lòng của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm thì những cánh rừng ấy sẽ luôn được gìn giữ và mãi mãi xanh tươi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Bình Phước Đất và Người Kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái và chào tạm biệt.